Xin chào tất cả các bác, các anh em đam mê âm thanh trở lại với kênh của Tuấn Nguyễn Audio Hà Nội. Hôm nay tiếp tục Tuấn lại về được cặp loa BVK604S1, một cặp loa rất được nhiều anh em săn đón. Những dòng loa này đều sản xuất tại Anh Quốc các bác nhé. Made in England, công suất 200W, dòng này chở kháng là 8 ohm, DM604, đánh cầu bi ra. Vỏ thì vỏ gỗ vàng rất là đẹp. Sở hữu cái chép đôm gôn mang nhìn rất là đẹp nhé, không móc mép gì cả. Sở hữu cái bát là 20, bát 19 hay 20, màng Kevlar, dòng màng áo chống đạn. Các bạn biết rồi, cái dòng này đời đời, dòng đời cao cấp. Hai bát 20 màng carbon gân cao su rất đẹp các bác nhá. Lỗ thoát hơi đằng trước, thế nên các bác kê đồ kê sát tường rất là ok. Những dòng này thì Tuấn đã đăng những clip Tuấn đã bán trước đây rồi. Loa nguyên bản zin và rất đẹp các bác nhá. Kích thước chiều cao nó cao khoảng hơn 1m một chút, chiều ngang nó khoảng 24-25, chiều sâu nó phải 38-39, gần 40, gần hai găng tay, 38-39. Trọng lượng cặp này nó nặng cỡ 60 cân, rất là đẹp, rất mới cho các bác nhá. Cặp này đẹp phải trên 95%. Nếu các bác tìm được một cặp nào đẹp hơn như thế này là rất là khó. Tuyến loa rất là đều đẹp, tất cả góc cạnh thứ là không tì vết, không sức sẹo bể lợt, nói chung là còn rất là đẹp. Vuông thành sắc cạnh, đấy, những dòng này thì Tuấn đã đăng clip bán năm trước rồi. Những dòng đánh hợp với cả đờ nông san xui ma răng. Cặp này đẹp xuất sắc và zin. Tuấn giao lưu các bác anh em với giá là 27.300.000, giá chưa bao gồm phí ship. Cặp này rất hay, rất là xứng đáng để các bác chơi và sưu tầm. Sau đây thì Tuấn xin test bản nhạc những dòng nhạc có lời. Càng nhìn em
dâng cao vời, mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu, anh đâu hay tình ta gian dối. Sau đây thì Tuấn xin gửi tới các bác anh nghe những bản nhạc cổ rất hay. Anh từ khi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mát phương. Địa nhường bao nỗi không muốn dằm, xiết bao dài dầu. Xuân không ai
xin kết thúc bản test tại đây. Những bác nào mà quan tâm xin các bác liên hệ cho Tuấn số điện thoại 0943426668, địa chỉ số 10 ngõ 63 phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuấn xin cảm ơn tất cả các bác anh em đang theo dõi kênh. Những bác nào mà quan tâm xin các bác đăng ký kênh và gọi alo trực tiếp cho Tuấn để cập nhật, thì các bác hãy đăng ký kênh để thông báo những mới nhất về những dòng loa, cây cột, bookshelf Âu Mỹ. Xin chào tất cả các bác, hẹn các bác anh em những video tiếp theo.